3 tỷ mốt là số tiền cậu em trai ở Bình Xuyên Vĩnh Phúc bỏ ra để xây kênh TikTok, chia sẻ về công việc hàng ngày đi cầu hàng. Không những chịu chi mà cậu em còn rất chịu chơi, xem một vài chiếc xe ở ngoài Bắc không ngưng, nên em bay vào trong Sài Gòn để mua xe thùng chạy ra ngoài này để đóng cẩu. Xe chất thì tất nhiên là cẩu cũng phải tương xứng với xe rồi. Cái tên mà được cậu em lựa chọn chính là Kangnim KS7000, với kinh nghiệm mà 5 năm lái cẩu thuê, thì em chọn chiếc cẩu của Hàn Quốc kết hợp với chiếc xe Hyundai HD360 để tạo ra một cái siêu phẩm như ngày hôm nay. ngồi tâm sự một lúc cậu em cũng chia sẻ là mỗi tháng trừ chi phí đi làm cũng đã để ra được khoảng tầm từ 90 đến 100 triệu, tùy theo lượng công việc nhiều ít từng tháng. nhưng điều để đáng để mình không phùng nhất ở em ấy chính là chia sẻ thu nhập chỉ là một phần. còn cậu ấy muốn làm kênh tiktok để lan tỏa và chia sẻ đến những bạn trẻ trong cuộc sống, làm sao phải lỗ lực từng ngày thêm chút bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm để thực hiện ước mơ. Xuất thân từ một người lái cầu thuê sau 5 năm dành dụm và vay mượn người thân. Thì em ấy hôm nay cũng được đứng chủ một tài sản. Mà không những chỉ là chủ đơn thuần làm chủ một tài sản mà đây là làm chủ cuộc đời quá. Anh em nào muốn có động lực trong cuộc sống thì hãy theo dõi kênh tiktok Lộc Trần. Em có ghi mở tiêu đề video quá nhé. Hôm nay ở xe xong xuôi, bàn giao cho em về. Ngồi xe mới thì chúc em dai giữ mãi phong độ ngày càng phát triển cảm ơn em trai đã tin tưởng thành tâm auto cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nhé